Năm đứa chúng tôi cứ bắt tay nhau không buông, chạy miệt mài suốt con đường vô định. Không ai biết đã chạy được bao lâu, bao xa. Tới bờ, anh Vinh bắt tay chúng tôi lội thong thả qua sông. Bên kia bờ, một người bạn của anh đã đợi sẵn rồi tống chúng tôi lên xe vội vã, lao đi dung dút, bỏ mặc lại những dãy nhà tồi tàn, tiếng ồn ào yên ớt và cả khuôn mặt của hai lúc nhìn tôi trào nước mắt. Chúng tôi, lúc đó, chỉ nghĩ sau đêm ấy, cánh cửa tương lai sẽ mở ra với tất cả. Tôi, anh Vinh, chị Hường, chị Dân, Toàn, mỉm mỉm cười suốt chặng đường. Nhưng khi xe tắt máy, dừng lại hẳn, tất cả nhận ra rằng, ở nước Nga, không có một cánh cửa thiên đường nào mở ra cho chúng tôi. Hôm đó, chúng tôi chỉ kịp mua cho mình vài công cụ cá nhân, đã bị bắt ngồi vào bàn đạp ngay lập tức. Trong cái đôm mới, tiếng bàn đạp lại vang lên bạc 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 buốt nhất cả đêm. Tôi rùng mình. Công việc mới ưa. Nó vẫn vậy, chỉ là cái cổng địa ngục được trang trí đàng hoàng hơn xíu. Chúng tôi cúi đầu làm việc 16 tiếng ngày, thức dậy và đi ngủ lúc nước Nga tối đen như mực. Một tháng chạy cảnh sát hai lần và sống chui chút trong những cái hầm như bọn gián. Nhưng ông chủ ở đây trả lương đủ theo tháng, tôi vui hơn. 5 tờ 500 la, trước tiên tôi chiếm được sau 8 tháng xa bố mẹ, qua gần hai cái mùa đông ở Nga. Hôm đó, tôi nhảy cẩn lên vui mừng, tức tốc gửi về cho ba má. Bên lát tốt, ba tôi khóc ròng, khổ quá thì về nghe con, tôi phải dội cúp máy, gục xuống bàn, ri rỉ khóc. 14 tháng sau, công an lại ngược vào lần nữa, lúc nửa đêm. Ở xưởng mới, công nhân đông hơn. Những người nhanh chân đã nêm chật kín tất cả cửa hầm, để lại bà bầu, tụi nhỏ tuổi con đứng trơ trọi. Tôi cứ đứng như trời trồng giữa xưởng, nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày mình bị tóm. Giao trại dưỡng, rồi trả về Việt Nam khi đi hơn một năm, chỉ kiếm được 500 la trước tiên. Hàng buôn bán sẽ nói gì? Bố mẹ tôi sẽ bế tắc nhường nào? Tôi cứ đứng đó, quẩn quanh trong mới hỗn độn cho đến khi anh Vinh, chị Hường chạy, kéo tôi chạy đi bằng một cánh cửa bạo, mày bị ngây ngô anh Vinh thét lên. Chúng tôi chạy thẳng ra cửa khi viên cảnh sát vừa đẩy vào, dùng ra ngoài rồi cả bọn lại cắm đầu vùi mặt chạy. Ảnh. Tôi chạy, 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 chạy cho đến khi hụt hơi, không thở được, đôi chân cứng ngắc. Nhìn xuống, tuyết đã ngập nửa bụng, tê tái. Tôi chẳng còn thấy thân thể này thuộc về mình nữa. Chân tôi giờ đã là hai que củi. Môi tôi giờ đập vào nhau canh ba như hai thanh đá. Tôi nhìn quanh, không ai ở cạnh tôi cả. Tuyết đằng trước, tuyết phía sau, tuyết trên đầu, tuyết trắng xóa cả một khoảng trời dài, chỉ tuyết. Lúc đó, tôi mới biết rằng mình đã chạy lạc vào cánh đồng phủ tuyết. Dưới làn tuyết nhẹ nhàng, những lớp bùn nhão nhọt đang bắt đầu túa ra bám lấy tôi không buông. Tôi không còn đủ sức nhấc chân lên nữa. Tuyết càng rơi dày, lấp đầy người tôi mất rồi. Tôi nghĩ mình sẽ chết lúc đó. Môi tôi, da thịt tôi, cả nước mắt tôi cũng đông cứng trong tuyết. Lần trước tiên sau một năm rưỡi mến mộ mùa đông ở Nga, tôi nghĩ mình có thể sẽ chết trong nó. Tôi giá bước quá rồi, não cũng tê ngây ngô lại. Đêm này, tôi sẽ chết. Cánh đồng bát ngát phủ đầy sự chết chóc chạy dài gần như vô tận. Tôi cố dùng hai bàn tay vươn rẫy trụng vào nhau để bắt lát tốt, hét lên, em ở đây tới cứu giúp em. Giọng tôi tuyệt vọng vô cùng, môi đập vào nhau như hai cục đá và không thể đáp trả tiếng gọi của anh Vinh, em ở đâu Huyên? Em ở đâu Huyên, em ở đâu? Anh gần như gào khóc qua lát tốt. Tôi bấm định vị lát tốt gửi đi rồi nằm vật ra lớp tuyết mềm. Tôi không biết nữa. Tôi nhớ ba, nhớ má, nhớ chị hai, nhớ Nam. Tôi chỉ muốn gào lên, con xin lỗi ba mẹ nhiều, nhưng tuyết đã đông tôi luôn rồi. Lần trước tiên tôi nhớ Việt Nam quá, nhớ cái con đường lầy lội trước nhà mỗi khi Nam đưa tôi về vẫn cào nhào sao mãi chưa làm đường. Nhớ cái cổng rào dăm buộc nở hoa đỏ chót mà ba tôi chăm mỗi ngày chờ tôi đi học về. Con xin lỗi con tết mất con muốn trở về Việt Nam để tết. Tuyết vẫn rơi, nhão nhọt, ấn ảo và tuyệt vọng. 30 phút sau, anh Vinh, chị Hường, chị Dân, toàn cùng 5-6 người thanh niên tìm thấy tôi. Họ đào tuyết túm chân tôi kéo lên. Rồi họ khuân tôi lên vai, nhấc từng bước thật lừ đừ rải trên cánh đồng. Tôi mơ màng, thiếp đi. Hôm đó, tôi được cứu giúp sống.
Nhưng cái chân của tôi thì phồng rộp lên vì bỏng tuyết. Tôi phải nghỉ làm cả tuần, quanh quẩn bên bốn bức tường. Vài hôm sau, tỉnh lại, tôi quyết định đi xăm trên cánh tay mình hình hai con chim bồ câu với ý nghĩa, tôi muốn tự do. Sau cái đêm cảnh sát ngược vào, xưởng chúng tôi bị phá. Ông chủ bỏ trốn, quyệt luôn 3 tháng tiền lương sau cùng của tôi. Tôi lại trở thành kẻ không quần áo, không giấy tờ, không tiền bạc, dòng dèo đi trên những mùa đông nước Nga. Một mùa Tết nữa lại trôi qua, tôi khóa Facebook, tắt laptop, nằm vật ra giường khóc mỗi đêm. Qua Tết, tôi cố tình ung vài tấm ảnh vui vẻ chụp chỗ này chỗ nọ để chứng minh mình cũng đi chơi Tết. Bạn bè vào comment, vui vẻ quá. Thích quá, Nga đẹp quá, tôi gào lên khóc. Tôi muốn trở về Việt Nam. Tôi muốn bắt gặp ba má, bắt gặp Lệ, Thảo, bắt gặp Nam. Tôi muốn được ăn khoai lang, xoài xanh đến bội thực. Nhưng đi rồi về, 3 năm chẳng có chút tiền bạc, bố mẹ chắc sẽ đau đớn lắm. Tôi lại gắt răng, niệm chú, chừng nào xây nhà được cho ba rồi con về. Qua năm, tôi và Nam chia tay. Nam là trước người không chịu được cô đơn. Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ ba anh. Hơn 1 năm sau thì anh có người mới. Tôi cũng nhiều lần muốn rỉ tai với anh rõ ràng. Nhưng rồi thôi. Một đêm, cô gái cả hai chúng tôi đều quen biết ung tấm ảnh lên Facebook, cánh tay ấy, lông mày ấy, không xa lạ ấy. Tôi khóc. Nhưng chuyện tình yêu cũng qua mau thôi. Khi lành lặn vết yêu quý, chúng tôi lại kế tiếp đi tìm xưởng mới, lại ngồi vào máy may 16 giờ ngày như robot. Công an vẫn đến kiểm tra xưởng mỗi tháng và chúng tôi vẫn sống chui chút trong hầm như dán. Qua 3 năm, tôi không còn muốn bỏ chạy nữa. Một đêm, công an ngủ vào, tôi cứ ngồi chần ra giường, nửa buồn nửa vui buồn vì không có tiền đem về cho bá má, nhưng vui vì chỉ cần chịu ở trại vài tháng rồi tôi sẽ được về Việt Nam mà không tốn đồng bạc nào. Tôi ao ước họ bắt tôi đi. Tôi ao ước được trở về Việt Nam. Nhưng rồi, viên cảnh sát lướt qua tôi như chưa từng thấy tôi tồn tại. Lúc đó, tôi hiểu rằng, họ những người Nga xa lạ, cũng bắt đầu cảm thấy yêu quý cảm cho cái thân hình ốm yếu, gầy sộp như con tép của tôi. Tối, chị Hường đề nghị với tôi cùng hành bộ thanh lịch Ba Lan làm nai. Nhưng tôi một mực từ chối. Tôi ao ước được trở về Việt Nam. Một ngày cuối năm 2017, tôi gọi pha xe Time về nhà cho ba. Hai ba con trò chuyện vui vẻ. Tôi hứa qua tháng sẽ gửi tiền về sớm để ba mua đồ chơi Tết. Ba con năm nay anh hai ăn nên làm ra cho tiền ba má sắm thêm cái nọ cái kia, con giữ lấy mà xài. Rồi tự nhiên đầu dây bên kia, ba ừ lên khóc như một đứa trẻ. Ba nghe chị hai nói hết rồi. Ba biết hết rồi. Nhưng ba sợ hãi nguyên buồn. Ba không muốn nói. Con muốn về ba xin hai cho tiền con về. Con về đây đói khổ ở với ba. Ba không chịu được nữa rồi. Bố nấc lên từng hồi. Hôm đó tôi khóc. Khóc tức tưởi. Khóc nghẹn ngào. Khóc như cho trôi chảy hết đi hơn 1.000 ngày ở Nga. Cho cơn cường bạo mộng trốn chạy. Cho những mùa đông tuyết êm nhão nhoạt từng cắt da cắt thịt tôi. Tôi gật đầu, không thể đáp lại lời nào với ba nữa. 25 Tết, chuyến bay từ Nga đưa tôi về Việt Nam. Háo hức tràn ngập. Trong hành lý của tôi dõng dẹn 3 bộ đồ, ít bánh kẹo rẻ tiền tôi mua về quê làm quà. 26 Tết, tôi bay từ Hà Nội về sân bay Phù Cát. Sân bay đông nghịt người đô thị về quê chơi Tết, tay ba ba mang nào quà nào bánh. Hoa mai nở quà khắp nơi, câu đối đỏ chúc phúc treo lủng lẳng trên những bức tường trắng sáng. Ba đứng giữa dòng người, lọt thỏm. 3 năm, tóc ba đã bạc hết nửa đầu, lưng con queo, khuôn mặt đã sâu đẩy những vết chân chim nhưng ba không thể lẫn vào đâu được. Tôi chạy ăn tới, ôm chầm lấy ba. Và cứ thế, hai ba con tôi khóc nức lên giữa sân bay, đông nghịt. Qua năm sau, chị Hường và anh Vinh cùng nhau thanh lịch Ba Lan. Con đường hành bộ, nhồi nhét trên những chiếc xe thép hết ngày này tháng nọ. Nhưng tới cửa khẩu Belarus họ bị bắt, trả về Việt Nam. Sau lần ở Nga ấy, tôi và chị Hường vẫn giữ liên lạc. Giờ chị vẫn kế tiếp thanh lịch Nga, vẫn làm công nhân xưởng may, nhưng theo dạng trắng có hợp đồng phóng viên. Nhiều lần tôi hỏi chị tại sao đã chịu bao đau đớn ở cái bàn may xứ ấy, chị vẫn đi. Chị liền mỉm cười trừ, vì chị có 2 đứa con không cha. Rồi đứa ở Việt Nam, đứa đang mát va xa xôi lại khóc. Tên hero đã được thay đổi.